Zalo xin mến chào các bác nhá. Trong clip vào tối thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022. Clip vào tối ngày hôm nay thì cửa hàng Hoàng Zalo bên em lại tiếp tục về thêm được một cái mẫu đó là một đôi loa đến từ Nhật Bản với model là Kenwood KL999Z 3.9 các bác nhá. Và có Z đằng sau. Cái phiên bản này thì trên thị trường có 999DX, 999X các bác nhá. Thì đây nó là 999Z. Nó là đàn anh của 3.7 KL3.7 và KL3.8. Và cái đôi này thì nó sở hữu là 5 loa, 5 đường tiếng, bát 42 các bác nhá. Một con dòng bát rất là khủng luôn ạ. Bát 42cm các bác nhá. Và dòng loa này thì các bác có thể chơi được dòng nhạc pre, tức là nhạc thu âm trước năm 1975, tức là nhạc băng cối. Ở phần đầu video Hoàng Gia có test cho các bác rồi đấy ạ. Và nát nữa thì Hoàng Gia sẽ test một cái đoạn nhạc mà nghe bằng CD nhá. Bây giờ Hoàng Gia sẽ test bằng CD cho các bác này, để các bác cùng cảm nhận cái chất âm của CD nhá. Rồi Hoàng Gia sẽ chuyển cái chế độ đấy nhá. À, CD các bác này. Đây là CD các bác nhá. Tôi đứng giữa trời mà ca lên bài ca ngày mưa nắng đổ với đồng khô mắt đỏ tình nghèo trong manh áo nâu khô tàn quý khai ai nào hay chinh chiến đôi bờ hơn đâu dân làm quen tay sông có ngày em ơi ôi cài khuy áo trần bốn vùng quen lửa tình nghèo trong hơi khói giao tranh đêm hành quân gian nan rồi từng đêm mưa buốt đôi vai phong sơ mơ hồ tình riêng thầm nhớ trong bơ vơ mà thương cho lứa đôi ngày đi thêm xin đứng giữa trời mà nghe bao tình thương xa thương thua nào. Ok, vâng, Hoàng Gia cũng vừa test cho các bác một cái đoạn nhạc để chúng ta nghe từ đầu đĩa CD, tức là nhạc dòng nhạc sau năm 1975. Vâng ạ, và như cảm nhận của Hoàng Gia Đô thấy rằng là một cái đôi loa có phần trung âm rất là sáng, có thể đảm nhiệm được cả những cái dòng nhạc, đó là nhạc thu âm trước năm 1975 và kể cả nhạc sau năm 1975 thì đôi này cũng cho ra cái chất âm cũng khá là chi tiết, bởi vì nó sở hữu nữa là 5 loa, 5 đường tiếng các bác nhá. Đấy, các bác có thể ý rằng đây là một cái đôi bát của nó là bát 40 này. Và bốt chính xác là bát 42 và gân là gân vải các bác nhá. Đấy, đã là gân vải thì các bác hoàn toàn yên tâm, nó là gân zin rồi, không phải sợ thay như gân mút. Và trên này nó sẽ có 3 cái nút chúng ta chỉnh nhạc này. Đấy, mặc định sẵn này. Một con chung giấy rất là lớn.
một con trung kèn các bác nhá, một con trung kèn, một con tép kèn và một con siêu tép. Đó, 5 loa, tất cả đều 5 loa các bác nhá. Đấy. Con trung này rất lớn các bác nhá. Con trung giấy này ở giữa này nó có một cái kèn ở giữa này. Đấy. Giống như cái đầu đạn này các bác. Để Hoàng dạy đo chính xác các bác nhá. Trung này trung 14 các bác nhá. Trung 14 cm ạ. Đấy, 14 cm. Kenwood KN3 con 9Z. Cái dòng này thì các bác biết này, đây 5 way, 5 đường tiếng này. À, có 999X 999DX các bác nhá. Thì con này nó là một trong những cái phiên bản 3 con 9. Nó trong các bác phiên bản của Kenwood thì có KN3 con 7 này, KN3 con 8, thì đây là KN3 con 9. Nó là cái dòng gần như là khủng nhất của cái hãng Kenwood luôn, và cũng là của cái model 3 con 9 các bác nhá. Chiều cao của chiếc loa này thì Hoàng Gia đo nó chính xác nó là 70 cm các bác nhá. Cao 70, chiều ngang ở đây là 45, và chiều sâu thì rất là giới hạn các bác nhá. Chiều sâu đó là nó chỉ có khoảng 24 thôi, chưa tính cao đấy các bác nhá, chưa tính cao. Và thường Kenwood, đặc trưng của Kenwood 3 con 7, 3 con 8, 3 con 9 ấy các bác, thì nó sở hữu cái đôi căng kiểu hình đan theo kiểu so le và hình sóng sóng này các bác này. Cái này bằng nhựa các bác nhá, căng này căng nhựa chứ không phải căng vải nhá. Nên là cái căng này các bác nếu các bẩn hay các bác cần giặt thì các bác giặt thoải mái luôn, không ảnh hưởng gì. Và lưới của nó đều là lưới zin hết, và nó có chữ cái logo Kenwood này này, hai bên đều có nhá. Đấy, căng bằng da còn để rất là bẩn này, chưa kịp lau chùi luôn nhá. Thì cái này về các bác có thể lấy khăn hoặc là cho vào giặt cũng được, không sao cả, vì nó là căng vải mà. Đấy, tất cả là vải zin hết. Căng này nó không có gãy cái nào các bác nhá, căng nó bằng nhựa đấy các bác. Nhìn cũng rất là sang trọng các bác nhá. Đấy, khi chúng ta đậy vào này, đó, các bác nhìn thấy đẹp chưa? Thì nó rất là có cái gì đó nhìn rất là sang trọng các bác nhá. Nó giống như gỗ luôn, chỉ có cái căng là bằng nhựa thôi, còn này ở đây là gỗ hết này. Gỗ rất là đẹp luôn, màu gỗ rất là sang trọng. Đó, và đây là chiếc thứ hai. Đấy, tất cả các tuyến loa này rất là đẹp các bác nhá. Đấy, nó bát ở đây. Đấy, nỗ thông hơi phía trước. Đó, trên này ba cái nút chỉnh này các bác nhá. Một trung giấy, một trung kèn, một tép còi kèn và một cái siêu tép. Đó. Đôi này thì như các bác biết rồi ấy, thì các bác có thể chơi những cái dòng nhạc băng cối trước năm 1975 thu âm, hay là những cái dòng nhạc sau năm 75. Và lưu ý rằng dòng loa này thì chúng ta không chơi được những dòng nhạc mạnh thôi, còn những dòng nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc nhẹ thì nó vẫn đảm nhiệm rất là tốt các bác nhá. Bởi vì cái sở hữu 5 đường tiếng thì nó cho ra cái chất âm cũng khá là chi tiết luôn. Và cái đôi loa này thì Hoàng Gia cũng xin được báo giá cho các bác để các bác tham khảo nhá. Đôi loa này thì Hoàng Gia đang để cho các bác giá là 14.500.000. Với những đôi loa 88, 3 con 8 hiện nay thì nhiều shop người ta đã bán, hoặc là 3 con 9 người ta đã bán khoảng 16 đến 16 triệu rưỡi rồi. Nhưng Hoàng Gia để cho các bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Và đôi loa này còn rất là đẹp từ góc cạnh luôn. Đấy. Ở đây thì công suất người ta ghi thì rất là lớn này, maximum là 350W. Đấy, và trở kháng là 8 ohm, made in Japan. Kenwood là của Chio các bác nhá. Đấy, thùng vách thì đẹp nét căng luôn. Nhưng mà thực ra thì loa này thì không đến công suất, không đến mức công suất lớn như thế đâu các bác ạ. Đấy, nói chung là âm ni của các bác khoảng vài chục watt thôi. À, các bác cũng có thể chơi đôi này nó rất là tốt rồi. Bản chất thì cái con này độ nhạy của nó cũng khá là cao. Đấy, thùng vách thì đẹp căng luôn các bác nhá. Độ nhạy nó cao là một, thứ hai là dòng loa này nó không quá tốn ăn quá công suất, mặc dù bát của nó rất là to nhưng nó không đến mức là nó ăn quá công suất. Mặc dù hãng thì có ghi là 13 công suất cực đại là 350W thật, nhưng mà vấn đề là chúng ta cũng không thể khai thác hết được cái công suất của nó. Đấy, nên các bác lưu ý nhá, không phải là vì là cái công suất nó lớn mà các bác nghĩ là làm gì lấy đâu ra âm ni lớn như thế để đánh công suất, đánh cái đô na này, ghép đô na này. Nhưng thực tế thì Hoàng Gia ghép với một con âm ni rất là nhỏ thôi, công suất có 100W, hơn 100W thôi, mà đánh con này rất là ok luôn. Bởi vì quan trọng nhất là cái âm sắc nó phải phù hợp, còn cái vấn đề công suất ấy, thì nó không như là cái công suất mà trên hãng ghi 350W thì quá là lớn các bác nhá. 350W thì nó ngang loa sân khấu, loa hội trường rồi, loa karaoke rồi, chứ không phải loa nghe nhạc nữa. Loa nghe nhạc nó chỉ có vài chục watt đổ lại thôi các bác nhá. Vâng ạ, và đấy là những cái mà cảm nhận của Hoàng Gia Audio thôi. Còn hãng người ta ghi như thế thì Hoàng Gia đọc như thế thôi, thì các bác nhá. Còn cái cảm nhận thì nó không được như công suất lớn như thế đâu, bởi vì nhìn cái cấu tạo, cái củ từ bên trong thì nó không thể lớn như là những cái dòng loa karaoke được, nên là công suất của nó sẽ không có nhiều như thế. Nên là các bác cũng hoàn toàn yên tâm và không sợ cái vấn đề là lấy đâu ra âm ni lớn như thế để đánh công suất cái đôi loa này.
Thực ra các bác chỉ cần cơm âm đi khoảng hơn 100W thôi, âm sắc tốt nữa là chơi tốt đôi loa này luôn, không quan trọng phải âm đi quá đắt tiền các bác nhá. Vâng ạ, 14.500 một đôi loa rất là đẹp và của hãng Chio Kenwood KL999Z các bác nhá. Và giá này cực kỳ tốt luôn, và chắc chắn là giá này bao giá thị trường cho các bác luôn, chắc chắn là sẽ không có đâu bán một cái giá nó đẹp và nó tốt như Hoàng Gia Audio để cho các bác. Các bác có thể tham khảo tất cả các kênh xem là Hoàng Gia nói đúng hay sai, và đẹp thì Hoàng Gia đã quay chi tiết góc cạnh cho các bác rồi. Vâng, giá cũng đã công khai. Cảm ơn các bác, và mọi thông tin chi tiết Hoàng Gia mời các bác có thể liên hệ với số hotline của Hoàng Gia Audio như trên tấm biển màu xanh 0975 884009 ạ. Địa chỉ cửa hàng tại ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Và những mặt hàng trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc, và giá trên là Hoàng Gia không bao ship các bác nhé. Giá không bao ship các bác nhé. Vâng, Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.